Một thông tin bất ngờ vừa được công bố xoay quanh vụ kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi quê Vĩnh Long. Trong kết luận điều tra bổ sung đối với hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường đối với hai bị can này. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, bà Hàn Ni và ông Sĩ đã có những phát ngôn xúc phạm, lăng mạ, xâm phạm tới danh dự nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng cũng như công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu, các tổ chức dưới quyền quản lý của bà Hằng. Bà Hằng cho rằng các bị can xúc phạm tới danh dự nhân phẩm cá nhân mình, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho công ty Đại Nam và gây mất uy tín cho quỹ từ thiện Hằng Hữu, nên đã yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất tinh thần liên quan đến vụ án. Kết luận điều tra bổ sung gồm hai nội dung được Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ. Thứ nhất, xác minh làm rõ những phát ngôn từ tài khoản Facebook có tên Đàm Ngọc Tuyên, Huỳnh Ngọc Thiên Hương, Xóm Nhiều Chuyện, Đinh Lan và các tài khoản YouTube tên Kim Mao TV, Hoàng Ngọc, Biên Niên Tiểu Sử, Lan Đinh có phát ngôn thông tin nào sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống và làm nhục người khác hay không. Thứ hai, làm rõ những buổi phát ngôn ghi hình đăng lên tài khoản YouTube của hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, thì ngoài các bị can còn có người nào cùng tham gia giúp sức hay không. Khi điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định được thông tin chủ đăng ký, quản lý và sử dụng các tài khoản Facebook nêu trên, nên đã tách vụ án để tiếp tục xác minh về các hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đối với nội dung thứ hai, cả hai bị can Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đều không thừa nhận hành vi phạm tội và xác định không có ai giúp sức cho bà Hàn Ni. Đối với ông Trần Văn Sĩ, khai nhận sử dụng di động cá nhân tại văn phòng luật sư tại thành phố Cần Thơ, tự ghi hình và đăng phát 8 video clip có nội dung vi phạm trên tài khoản YouTube tên luật sư Trần Văn Sĩ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu mà không có ai giúp sức. Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ, Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự uy tín của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng. Việc này xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Từ đó bà Nguyễn Phương Hằng làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định, Đặng Thị Hàn Ni đã có 4 phát ngôn đưa lên mạng xã hội các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và cả đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức trái quy định pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Còn bị can Trần Văn Sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ kiện cáo giữa bà Hàn Ni và bà Phương Hằng được đánh giá là vụ án hy hữu trong lịch sử tố tụng. Đây là vụ án được giới chuyên gia đánh giá là lạ lùng và vô cùng hy hữu khi vụ án lời qua tiếng lại trên mạng xã hội được dư luận đặc biệt quan tâm. Hy hữu ở chỗ các bị can thành bị hại thành bị can. Nhà báo Hàn Ni gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, bà Ni thành bị hại, bà Hằng thành bị can. Bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hàn Ni, bà Hằng thành bị hại, bà Hàn Ni thành bị can. Nhưng có điều đáng lưu ý đó là hai bị can, bị hại này đều đã bị bắt tạm giam để điều tra về cùng tội danh, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2017. Sau gần một năm kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, ngày 24 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni cũng về tội danh nói trên. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là bị hại. Việc bà Hàn Ni bị bắt đã tạo ra một cuộc tranh cãi lớn trong dư luận xã hội. Mặc dù vẫn có một số người ủng hộ Hàn Ni cho rằng bà không phải là người có ý định gây tổn hại và cần được tha thứ,
Tuy nhiên, cũng có không ít phản hồi từ cộng đồng mạng đều chỉ trích bà Hằng Ni vì đã vi phạm luật báo chí và quy tắc đạo đức người làm báo. Kinh tế thị trường ngày càng phát triển sẽ hình thành một tầng lớp doanh nhân có tiềm lực về kinh tế, giàu về trí tuệ và văn hóa, có đạo đức và trách nhiệm cao với xã hội. Họ không chỉ đóng góp cho xã hội những giá trị kinh tế, mà càng ngày tầm ảnh hưởng của họ càng lớn, chi phối cả tới những giá trị, văn hóa, tư tưởng. Những việc làm an sinh xã hội của bà Phương Hằng là đáng trân trọng, thể hiện thông qua việc giúp đỡ cộng đồng, ủng hộ các hoạt động từ thiện, quyên góp tiền cho các tổ chức xã hội. Song khi soi chiếu với những phát ngôn của bà Hằng trong thời gian qua, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho những gì mà trước đó bà đã gây dựng. Khi hội nhập sâu với quốc tế, quan hệ văn hóa với thế giới có thể sẽ có cường độ còn mạnh hơn. Nếu lệch chuẩn, chúng ta sẽ phải trả giá, mà cái giá phải trả trong văn hóa cao lắm, có khi vài thế hệ chưa chắc đã khắc phục được. Lịch sử tố tụng nước ta đã từng đưa các thánh chửi ra tòa và xử lý nghiêm minh vụ việc này là việc làm tiếp tục của công cuộc lập lại trật tự xã hội. Là một luật sư, một nhà báo có tiếng, dư luận đặt câu hỏi, vì sao bà Hằng Ni bị bắt? Song quá trình điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định bà Đặng Thị Hằng Ni đã đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Dũng và bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng. Để lý giải thêm về những thắc mắc nêu trên, hãy xem một thông tin đăng tải trên tài khoản cá nhân của bà Hằng Ni. Chẳng hạn như, dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, mình sắp làm tề thiên rồi, nghe nói có người khen mình búng tay là bay quỹ hàng học, phẩy cái là bay nhà máy oxy, hát hay là bay luôn nhà máy găng tay. Quỹ hàng học là cách bà Hằng Ni miễn mai, quỹ học bổng Hằng Hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Nhà máy găng tay là nhà máy chuyên sản xuất găng tay y tế Nitri, công ty cổ phần Club Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng. Nhà máy oxy là 7 nhà máy sản xuất oxy mini của ông Huỳnh Uy Dũng. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Khai tại tòa, bà Đặng Thị Hằng Ni cho rằng cáo trạng không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng, trong khi ông Dũng có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Khai tại tòa, bà Đặng Thị Hằng Ni cho rằng cáo trạng đã nêu không đầy đủ, không nêu hành vi giúp sức của ông Huỳnh Uy Dũng chồng bà Hằng. Ông Dũng đã từng ngồi livestream với bà Hằng và có những phát ngôn giúp sức cho bà Hằng xúc phạm người khác. Bà Đặng Thị Hằng Ni dẫn chứng những câu như: "Tôi ủng hộ vợ tôi đi khiếu nại tới cùng. Bán một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà để khiếu nại." 4 bị cáo đã giúp sức cho bà Hằng gồm ông Đặng Anh Quân, sinh năm 1978, tiến sĩ luật, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Khai tại tòa, bà Hằng cho biết bản thân chỉ biết bà Trương Việt Hà do là bạn, còn những cá nhân khác không quen biết từ trước. Cáo trạng xác định hành vi là đúng, nhưng cáo trạng lại không nêu ra nguyên nhân nguồn cơn của sự việc. Bà Hằng cho biết câu chuyện bắt đầu từ việc làm từ thiện trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên. Bị cáo là bị hại, bị rất nhiều người, hàng chục hàng trăm người tấn công trên mạng, xúc phạm bị cáo. Không lẽ bị cáo phải trình cho hội đồng xét xử xem những tin nhắn bị cáo bị người khác xúc phạm? Khi bị người khác tấn công, bị cáo đã không kiềm chế được cảm xúc nên đã lên mạng livestream phát ngôn. Bị cáo Hằng nghẹn ngào khi trình bày. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều khai nhận đã hỗ trợ cho bà Hằng thực hiện các buổi livestream và cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết hành vi đang thực hiện là vi phạm pháp luật. Đối với ông Nguyễn Đình Kim, khai tham gia livestream 2 buổi với bà Hằng vì là ông người đang bảo vệ cho các bị hại trong vụ việc của ông Võ Hoàng Yên xảy ra tại Bình Thuận nên tham gia chung với bà Hằng là để khuyến cáo mọi người không nên chữa bệnh theo phương pháp của ông Yên. Về phần bồi thường thiệt hại, luật sư của ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh thay đổi mức bồi thường về vật chất từ yêu cầu 30,9 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi công khai tại tòa và trên truyền thông. Thank you.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang rất lạnh giá. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, riêng khu vực vùng núi phổ biến từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ, ở khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 15 độ. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt rét đậm rét hại này, ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ thấp nhất về đêm ngày 23 tháng 12 ở vùng núi Bắc, đỉnh Phan Xipang Sapa khả năng xuất hiện mưa tuyết nhẹ. Dự báo không khí lạnh có khả năng gây mưa ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Đêm 23 tháng 12, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo ngày và đêm 24 tháng 12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, gió mạnh và sóng lớn, trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Hiện nay, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang xuống thấp, dự kiến sẽ có những ngày rét đậm trong mùa đông năm nay. Và những tháng đầu năm 2024, thời tiết lạnh giá gây ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Những người có bệnh mãn tính về hô hấp, xương khớp, tim mạch, huyết áp. Để giảm thiểu tác hại thời tiết đối với sức khỏe nhân dân, người bệnh và người nhà chăm sóc người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ngày 22 tháng 12, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trường đại học, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tỉnh Tây Nguyên tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp có nguy cơ xảy ra nhiều hơn trong thời tiết giá lạnh. Đặc biệt, cần tăng cường tập huấn kỹ năng, chẩn đoán, xử lý bệnh đột quỵ, đánh giá tình trạng bệnh và nguy cơ để chuyển viện cứu chữa kịp thời trong giờ vàng. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm việc phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện, nơi xếp hàng, chờ khám, khoa khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, buồng bệnh. Cần đảm bảo kính gió, có đủ chăn đệm, lò sưởi và phương tiện giữ nhiệt độ phù hợp như yêu cầu của Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện 2.0. Đồng thời, thực hiện chống rét cho người nhà người bệnh hợp lý, không để người nhà người bệnh nằm trên sàn nhà lạnh, hành lang hoặc ghế đá ngoài trời gây nguy hại đến sức khỏe. Các cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị thực hiện tuyên truyền cho người dân địa phương về nguy cơ của thời tiết tới sức khỏe, tăng cường phòng chống rét, đặc biệt các đối tượng người già và trẻ em, nhà cửa được che chắn, bảo đảm quần áo đủ ấm, cảnh báo để người dân biết về các tai nạn do sưởi như bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kính. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trên đỉnh La Bán Tẩn, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện băng giá. Băng giá dày đặc bám kết lên các cành cây tại đỉnh La Bán Tẩn. Trước tình hình trên, xã đã chỉ đạo các trường học có giải pháp tăng cường chống rét cho học sinh, nhất là ngừng mọi hoạt động ngoài trời, đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Theo thông báo của cơ quan chức năng, trên địa bàn xã chưa có trâu bò chết do đói rét. Khu vực tập trung nhiều băng nhất là ở độ cao khoảng 1.700m, với diện tích chừng 1 km², nơi sương mù dày. Càng lên trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, băng càng thưa. Đến 10 giờ, băng vẫn chưa tan. Anh Thành cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trung tâm huyện Mù Cang Chải, nơi có độ cao thấp hơn so với đèo La Bán Tẩn, sáng nay khoảng 9 độ C, cứ lên cao khoảng 100 mét, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Theo người dân ở xã La Bán Tẩn, đây là một trong những đỉnh núi của xã hàng năm thường xuất hiện băng giá, mỗi đợt không khí lạnh tăng cường. Đây cũng là khu vực người dân thường chăn thả gia súc, nên khi thấy băng giá, người dân đã lùa đàn gia súc về nhà để tránh bị thiệt hại. Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống các tỉnh phía Bắc đang làm nhiệt độ giảm mạnh. Đỉnh Phan Xipang Sapa, Lào Cai đã xuất hiện băng tuyết. Theo Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, thị xã Sapa có lúc nhiệt độ giảm xuống còn 3 độ C, thấp nhất từ đầu mùa đông 2023 tới nay. Băng giá, mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh núi Phan Xipang,
và các đỉnh núi cao của huyện Bát Sát, tạo nên hình ảnh thiên nhiên kỳ thú, hấp dẫn du khách. Dự báo tình trạng băng tuyết sẽ tiếp tục kéo dài. Đường lên đỉnh Phan Xipang, Sapa xuất hiện băng giá ở điểm cao 2.300m so với mực nước biển. Băng giá đã phủ trắng các cành cây, thảm cỏ ở khu vực này. Càng lên trên đỉnh núi, gió thổi mạnh, băng càng thưa. Đến thời điểm 14 giờ ngày 22 tháng 12, băng đã tan hết. Băng giá cũng xuất hiện trên đỉnh núi Lão Thẩn thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thú vị. Băng giá phủ một lớp mỏng trên cành cây và thảm cỏ ở khu vực đỉnh Lão Thẩn. Không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai, đặc biệt là những vùng núi cao như Sapa, Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai. Nhiệt độ các khu vực này tiếp tục giảm sâu. Đêm 22 tháng 12, vùng thấp, nhiệt độ duy trì ở mức dưới 15 độ C, vùng cao trong khoảng 5 đến 7 độ C, Sapa từ 1 đến 3 độ C. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh. Các bản tin dự báo thời tiết mà các đơn vị lấy làm căn cứ cho học sinh gồm Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình Hà Nội buổi sáng trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Căn cứ thông tin dự báo thời tiết vào 6 giờ hàng ngày tại các chương trình này, nhà trường chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C. Cũng trong văn bản mới nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn, đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Các trường có tổ chức bán trú cần đặc biệt quan tâm, đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Các trường, nhóm lớp mầm non cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị trường học không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trước đó, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó, khí hậu mùa đông xuân là thời điểm các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, đặc biệt là các bệnh truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Những bí ẩn về cái chết của người phụ nữ giao gà mất tích 13 năm trước. Sau đó, tìm thấy hài cốt trong bể nước bỏ hoang đã dần được hé mở. Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ được nghi phạm liên quan, đó là Bùi Trọng Thành, 30 tuổi, người cùng xã với nạn nhân. Khi xuống tay giả mang với người phụ nữ giao gà, nghi phạm mới 17 tuổi. Ngay trong chiều 22 tháng 12, công an thành phố Hải Phòng đã đưa nghi phạm về nhà, nơi tìm thấy hài cốt chị Thanh để thực nghiệm hiện trường tại khu vực rộng hàng trăm mét vuông, nhà nạn nhân cách đó khoảng 300 mét, sát chân núi đá vôi. Tội ác bị che giấu suốt 13 năm dần lộ ra khi chiều 6 tháng 12, ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn Nam Làng Pháp Cổ, xã Lại Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trong lúc đi tìm con chó của gia đình bị mất, đã phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. Đến sáng 7 tháng 12, ông Quỳ đã lên công an xã Lại Xuân trình báo vụ việc trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Lại Xuân đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng tiếp cận bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Một người dân ở thôn Năm cho biết, trước đó khoảng 5 năm, tại làng Pháp Cổ, có hai người phụ nữ mất tích đến nay chưa được tìm thấy. Người dân nghi bộ hài cốt này là của một trong hai người phụ nữ trên. Tuy nhiên, qua trưng cầu giám định AND, cơ quan chức năng làm rõ bộ hài cốt là của chị NTT tên viết tắt, sinh năm 1988, trú ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chị T là người đã mất tích 13 năm trước và chính là hài cốt vừa được tìm thấy. Bộ hài cốt này còn có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi tử vong. Do có dấu hiệu hình sự, công an thành phố Hải Phòng sau đó đã tiếp nhận và khởi tố vụ án giết người để điều tra.
Theo thông tin từ địa phương, vào trưa mùng 3 tháng 12 năm 2010, chị T nhận được cuộc điện thoại yêu cầu giao ga. Sau đó, chị T đi xe máy chở ga đến địa điểm giao hàng và từ đó không thấy trở về. Thấy con dâu đi giao ga từ giữa trưa nhưng đến chiều tối không về, điện thoại không liên lạc được. Bà D, tên viết tắt, mẹ chồng chị T đã hỏi người thân và gia đình thông gia nhưng cũng không có thông tin gì về chị. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc kiểm tra, điều tra, tuy nhiên chỉ tìm thấy xe máy chị T dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân. 13 năm qua, gia đình đã đi tìm kiếm chị T khắp nơi nhưng vô vọng. Họ tưởng chị bỏ nhà đi, chứ không ai nghĩ chị bị kẻ cùng địa phương sát hại. Bước đầu, nghi phạm Bùi Trọng Thành đã khai nhận rằng cuối năm 2010, Thành 17 tuổi giả vờ gọi ga để điều chị Thanh đến nhà mình rồi sát hại, cướp dây chuyền vàng. Sau khi gây án, Thành giấu thi thể nạn nhân trong bể chứa nước thải, múc nước lau chùi dấu vết gây án. Được biết Thành là con riêng của vợ ông Nguyễn Văn Quỳ, chủ căn nhà phát hiện hài cốt. Hàng xóm cho hay Thành sống trong làng từ bé, làm nghề lái máy xúc. 13 năm qua, không có biểu hiện bất thường trong cuộc sống. Theo chính quyền địa phương, thời điểm chị Thanh mất tích, ông Quỳ và vợ, mẹ ruột nghi phạm Thành đang phải chấp hành án tù vì khai thác đá trái phép và sản xuất vật liệu nổ. Ngôi nhà gần như bỏ không, bể nước nơi phát hiện hài cốt nằm ở sau khu công trình phụ, nhà tắm, nhà vệ sinh. Trong vụ người phụ nữ giao ga bị sát hại nói trên, mặc dù đã 13 năm trôi qua, nhưng sau một thời gian phát hiện, công an đã nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm để lật tẩy tội ác bị che giấu suốt ngần ấy năm trời. Cách đây khoảng nửa năm, vụ án phát hiện thi thể bị đốt ở Bình Dương cũng gây rúng động dư luận. Nhưng cho đến nay, danh tính của cả nạn nhân và hung thủ vẫn đang là ẩn số. Ngày 8 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương, tức Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đã thông báo về kết quả điều tra liên quan đến vụ giết người phân xác phát hiện ngày 24 tháng 5 tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bình Dương đề nghị công an xác minh theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để xác định nạn nhân trong vụ án. Đồng thời có hình thức kiểm điểm, xử lý đối với các trường hợp không triển khai thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm thực hiện không nghiêm túc theo chỉ đạo. Trước đó tại hiện trường, công an phát hiện có một túi ni lông màu đen, bên trong chứa một túi vải màu đỏ đựng tứ chi của người đã bị đốt cháy, đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối. Trong quá trình khám nghiệm và giám định xác định tứ chi là của cùng một người, nạn nhân là nam giới, độ tuổi trưởng thành cao khoảng 1m7. Công an xác định hiện trường nơi phát hiện tứ chi là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường gây án, nhưng chưa tìm ra nơi gây án. Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân và các bộ phận khác. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả, chưa xác định được tung tích nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an điều tra vụ trọng án chiếc túi chứa hai chân và hai bàn tay bị đốt xảy ra ở thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Qua khám nghiệm, hai bàn tay bị đốt có gắn móng giả. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là có thể nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang. Theo dõi vụ trọng án này, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội, người từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị phân xác để phi tang cho rằng, mấu chốt bóc gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính, nhân thân của nạn nhân. Ông Văn nhận định, đây là một vụ án phức tạp, hung thủ gây án một cách man rợ, tinh vi. Vì vậy, sẽ là không dễ dàng gì để đội ngũ pháp y, lực lượng kỹ thuật hình sự có thể xác định được danh tính nạn nhân, bởi thi thể đã bị phân xác, bị tiêu hủy, đồng thời cũng chịu những tác động khách quan khác như dòi bọ, thời tiết. Theo ông Văn, từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến hướng điều tra của cơ quan chức năng. Ông Vân lấy ví dụ, nếu nạn nhân là phụ nữ, những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị giết vì tình cảm, bị cướp tài sản, nạn nhân là gái bán dâm bị giết, hiếp. Trong khi đó, với trường hợp nạn nhân là nam giới, những trường hợp có khả năng cao sẽ xảy ra là bị giết vì tiền bạc, mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, từ đó sẽ khoanh vùng được nghi can, nghi phạm. Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ thêm, bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính, cơ quan điều tra có thể xác định danh tính nạn nhân qua dấu vân tay mẫu ADN. Lúc này công tác vận động quần chúng là rất quan trọng. Đặc điểm nhận dạng mà công an tỉnh Bình Dương đưa ra là nam giới, đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1m68 đến 1m7. Thời gian tử vong khoảng từ 8 đến 14 ngày trước,
Từ những dữ liệu này, với kinh nghiệm công tác, cựu điều tra viên cho biết cơ quan điều tra sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân, với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc vali chứa các phần thi thể đến bãi đất trống. Song song, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích, tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định là bị giết. Ngoài những hoạt động điều tra trên, Thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bắt. Ngày 21 tháng 12, một nguồn tin của PLO xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết, quá trình xác minh đã xác định được thi thể ông NBT, tên viết tắt, sinh năm 1974, ngụ huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, khi cấp cứu và khi khâm liệm không có vết thương hở ngoài da. Ngoài ra, kết luận giám định pháp y xác định ông T tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương. Do đó, việc ông T tử vong không có sự việc phạm tội. Ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông có quyết định số 93 không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin tội phạm liên quan đến việc ông T tử vong. Như PLO đã thông tin, tháng 7 năm 2023, ông T đột ngột tử vong và được vợ chôn cất tại huyện Đắk Min. Sau đó, người thân của ông T tại tỉnh Vĩnh Phúc có đơn tố giác gửi công an tỉnh Đắk Nông cho rằng ông T chết chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu tội phạm. Người thân của ông T đề nghị công an tỉnh Đắk Nông điều tra nguyên nhân cái chết của ông này. Ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông khai quật khám nghiệm tử thi ông T, đồng thời lấy mẫu gửi giám định. Người thân ông T cũng yêu cầu được đưa thi thể ông này về Vĩnh Phúc mai táng, nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận. Đến đầu tháng 12 năm 2023, cơ quan pháp y đã có kết luận gửi công an tỉnh Đắk Nông khẳng định ông T tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương. Trước đó, trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại tá Đỗ Trọng Hoảng, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Nông cho biết, công an tỉnh này tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người thân ông NBT. Đơn tố giác cho rằng ông T chết chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu tội phạm. Đơn yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ, trên cơ sở đó, công an đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Việc khai quật tử thi có sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đại tá Đỗ Trọng Hoảng cho biết. Còn ba, TTNS, tên viết tắt, 47 tuổi, vợ ông NBT cho biết, bà và ông T lấy nhau từ năm 2008, có hai người con đầu đang học lớp 10, con sau học lớp 7. Theo bà S, ngày 15 tháng 7, khi đang ở nhà thì ông T bị đột quỵ. Mặc dù bà S và hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng ông T không qua khỏi. Gia đình chôn cất ông T tại Nghĩa Trang, xã Đắk Lao, theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, mới đây bà Lưu Thị T, tên viết tắt 82 tuổi, mẹ ông T, ủy quyền cho con gái có đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho rằng ông T bị giết chết. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Mẹ ông T cũng yêu cầu đưa thi hài của ông này về quê chôn cất. Tuy nhiên, bà S không đồng ý. Ngày 5 tháng 10, bà S nhận thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan điều tra sẽ khai quật khám nghiệm tử thi ông T. Chồng tôi mới mất, chôn cất hơn 3 tháng mà bị khai quật hài cốt lên khiến tôi và các con rất đau lòng. Tuy nhiên, với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc, gia đình tôi chấp hành quyết định của cơ quan điều tra, bà S cho biết. Bà S và các con đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan tham gia việc khai quật khám nghiệm tử thi phải thực hiện đúng quy định pháp luật khi tiến hành khai quật khám nghiệm tử thi. Gia đình bà S cũng yêu cầu phải nhanh chóng chôn cất ông T lại vị trí cũ ngay sau khi khám nghiệm tử thi, tuyệt đối không di chuyển hài cốt đi nơi khác hoặc giao cho người khác. Trường hợp cố tình di chuyển giao hài cốt của ông T cho người khác, gia đình bà S sẽ yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt. Như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 26 tháng 10, đại tá Bùi Quang Thanh, giám đốc công an tỉnh này, đã thông tin bước đầu vụ tranh chấp người đã mất mà đại tá Thanh cho rằng đây là vụ việc hy hữu. Theo lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông, cũng từ vụ việc quyết định nơi chôn cất thi thể người quá cố, nên giữa hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, buộc cơ quan chức năng phải khai quật tử thi, xác định quan hệ huyết thống giữa các bên. Trước đây, anh T và chị S có tổ chức đám cưới, nhưng khi kiểm tra sổ sách tại địa phương thì không thấy đăng ký kết hôn. Chính vì điều này, người thân của anh T cho rằng chị S không phải là vợ và hai cháu nhỏ không phải là con của anh T. Lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm.
Đại tá Bùi Quang Thanh cho biết, ngày 25 tháng 10, cơ quan chức năng đã khai quật tử thi và người nhà anh Tê đòi đưa thi hài anh này về quê an táng. Tuy nhiên, hai người con của anh Tê phản đối. Tử thi người mất không phải đồ vật nên cơ quan công an không có thẩm quyền để bàn giao. Việc chôn cất người chết ở đâu do gia đình quyết định nên khiến mâu thuẫn gia đình càng căng thẳng. Cơ quan công an đang làm việc với các cơ quan liên quan để có phương án xử lý phù hợp. Cho đến nay, đơn vị này đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền mai táng hy hữu trên địa bàn. Ông Đặng Trung Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắc Min, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông cho biết, chính quyền đang giải quyết việc bà Trần Thị Ngọc Sương, 47 tuổi, ngụ thị trấn Đắc Min, đề nghị được trích lục bản sao, giấy kết hôn của vợ chồng bà. Bà Sương là vợ ông NBT, tên viết tắt sinh năm 1974, đã mất cách đây 5 tháng. Thi thể của ông T đã được Công an tỉnh Đắk Nông khai quật hồi cuối tháng 10 năm 2023 để khám nghiệm phục vụ điều tra nguyên nhân cái chết sau khi có tố giác tội phạm từ mẹ ông này mà pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh. Theo một nguồn tin, sau khi chồng bà Sương mất, giữa bà và gia đình chồng xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, mẹ chồng bà yêu cầu được đưa thi thể ông T về quê Vĩnh Phúc mai táng, trong khi bà Sương đã chôn cất chồng gần 5 tháng nay ở Đắk Nông. Ngoài ra, người thân của chồng bà Sương nghi ngờ bà và ông T không phải vợ chồng hợp pháp. Trong khi đó, ông T để lại số lượng tài sản khá lớn, cần xác định quyền thừa kế. Theo bà Sương, sau khi chồng bà mất, bà gửi bản chính giấy kết hôn về quê chồng để làm thủ tục thừa kế tài sản cho các con. Tuy nhiên, sau khi xảy ra tranh chấp, gia đình bên chồng không trả lại bản chính giấy kết hôn cho bà với lý do giấy kết hôn đã mất. Bà Sương làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min, nơi vợ chồng bà đăng ký kết hôn, trích lục bản sao giấy kết hôn để bà chứng minh mình và ông Tê là vợ chồng hợp pháp. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min đã từ chối yêu cầu trên của bà Sương. Trong văn bản trả lời bà Sương, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min nêu lý do. Qua kiểm tra hồ sơ lưu bản giấy và trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, không có hồ sơ kết hôn mang tên bà Sương và ông Tê. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min không có cơ sở cấp bản sao trích lục giấy kết hôn cho bà. Bà Sương cho rằng việc không lưu hồ sơ là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min, không phải lỗi của bà. Do đó, bà khiếu nại việc Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min thiếu trách nhiệm, tắc trách trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện luật hộ tịch. Trong đơn, bà Sương khẳng định, năm 2009, bà và ông Tê đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min. Sau đó, vợ chồng bà được cấp giấy chứng nhận kết hôn số 111 năm 2009, quyển số 1 năm 2008. Trên cơ sở giấy kết hôn được cấp, bà Sương và ông Tê đã thực hiện nhiều thủ tục hành chính khác như đăng ký khai sinh cho con, làm thủ tục nhà đất, vay vốn ngân hàng, làm căn cước công dân. Ngoài việc yêu cầu cấp trích lục giấy kết hôn, bà Sương cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể trong việc để thất lạc hồ sơ kết hôn của bà. Theo ông Đặng Trung Nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min, hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min không có dữ liệu về thông tin kết hôn của bà Sương và ông Tê. Trong khi đó, giấy kết hôn bản scan mà bà Sương cung cấp cho chính quyền địa phương có tên bà và ông Tê nhưng lại không có chữ ký của vợ và chồng. Do ông Tê đã mất, hồ sơ không lưu trữ thông tin kết hôn nên Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min không thể cấp bản sao giấy kết hôn cho bà Sương theo yêu cầu. Vụ việc phức tạp, chính quyền địa phương đang bối rối, chưa biết xử lý làm sao. Ngoài việc làm rõ nguyên nhân hồ sơ kết hôn của bà Sương bị thất lạc, chúng tôi đã làm tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Min cho ý kiến chỉ đạo hướng dẫn xử lý, ông Nghệ nói. Theo ông Nguyễn Xuân Lợi, trưởng phòng hành chính và bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp Đắk Nông, giấy kết hôn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của hai vợ chồng. Nếu không có chữ ký của đương sự, giấy kết hôn không có giá trị, kể cả có con dấu của cơ quan nhà nước và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền. Hiện ông Tê đã mất, giấy kết hôn không có chữ ký của ông này sẽ không có giá trị, không cách nào khắc phục được. Cũng theo ông Lợi, nếu giấy kết hôn của bà Sương không có chữ ký của hai vợ chồng là lỗi của cán bộ thực hiện đăng ký, nhưng cũng có phần sơ suất của vợ chồng đương sự. Đối với việc bà Sương đề nghị cấp lại trích lục bản sao giấy kết hôn, nếu bản chính giấy kết hôn của bà này không có chữ ký hai vợ chồng, thì không thể căn cứ vào đó để trích lục cấp bản sao. Vì vậy, bà Sương phải đến cơ quan nơi đăng ký kết hôn, cụ thể là Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min, để đề nghị trích lục dữ liệu hộ tịch, cấp lại bản sao từ hồ sơ gốc. Nếu hồ sơ gốc lưu trữ đầy đủ thông tin, có thể cấp lại bản sao giấy kết hôn cho bà Sương. Nếu Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min không lưu hồ sơ gốc,
thì cần phải truy vấn để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, ông Lợi nói. Nền nhiệt giảm sâu, người dân miền Bắc trùm chăn ra đường dưới cái lạnh 8 độ. Vụ bắt cóc giám đốc người nước ngoài, truy bắt kẻ trực tiếp bắt giữ con tin. Cả ngàn người hốt hoảng chạy khỏi đám cháy tại siêu thị ở quận 7. Tạm giữ hình sự người cho dân vay tiền không ghi lãi suất. CNN công bố báo cáo gây sốc về bom mà Israel sử dụng ở Gaza. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Đêm 22 tháng 12, nhiệt độ Hà Nội giảm sâu chỉ còn 8 độ C. Nhiều hàng quán ven đường đốt lửa để tạo không khí ấm trong ngày đông. Ban ngày, dù trời có nắng, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, có người thậm chí trùm chăn ra ngoài đường. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 7 đến 10 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 4 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 15 độ C, trời rét đậm rét hại diện rộng. Này, ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 12. Trong đợt rét đậm rét hại này, ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang giao diết truy bắt Trần Phan Vũ Thanh, trú tại Kiên Giang, là một thành viên trong nhóm bắt cóc giám đốc người nước ngoài để tống tiền. Ba thành viên khác trong nhóm bắt cóc trước đó đã bị bắt gồm Giao Xin, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu, Dương Thúy Ái, trú tại An Giang, là người tình của Giao Xin, và Nguyễn Khánh Vĩ, trú tại Kiên Giang. Qua lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan công an xác định Giao Xin và Thanh là hai người trực tiếp bắt cóc người đàn ông tên G, tên viết tắt, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một công ty nội thất ở khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Sau khi bắt cóc được ông G, Giao Xin và Thanh đưa người này về một nhà xưởng tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng. Tại đây, hai người tấn công ông G và gọi điện thoại cho người thân ông đòi tiền chuộc. Nhóm này dọa nếu người thân ông G không đưa tiền chuộc mà báo công an thì sẽ giết con tin. Khi phát hiện lực lượng công an bao vây, Thanh đã bỏ trốn. Vào tối ngày 22 tháng 12, một đám cháy xảy ra tại một siêu thị ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh do chập điện, máy hút khói khiến khoảng 1.000 người hốt hoảng chạy ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, nhiều người đang có mặt tại siêu thị Lotte Mart quận 7 phát hiện tại khu vực bếp của gian hàng Lotteria có khói và lửa bốc lên. Vụ việc sau đó khiến hàng ngàn người đang có mặt tại siêu thị nháo nhào thoát ra ngoài. Công tác dập lửa ban đầu được lực lượng tại chỗ triển khai. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07, sau khi nhận thông tin, đơn vị đã xuất 3 phương tiện chuyên dụng cùng 12 cán bộ cảnh sát đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và thoát khói. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện, máy hút khói tại khu vực bếp của gian hàng Lotteria nằm tại tầng trệt của siêu thị. Cũng theo đơn vị này, thời điểm xảy ra vụ cháy, siêu thị có khoảng 1.000 người và tất cả đều thoát ra an toàn. Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạm thời khống chế được đám cháy xảy ra tại công ty sợi vải, công ty trách nhiệm hữu hạn Meishan Textiles Việt Nam, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 22 tháng 12, người dân phát hiện đám cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Meishan Textiles Việt Nam nên đã báo cơ quan chức năng. Đám cháy ngày càng bùng lớn lên do chất cháy là sợi bông. Nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy và điều động các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh cùng các phương tiện chữa cháy. Các lực lượng đã sử dụng nhiều phương tiện triển khai các phương án chữa cháy để khống chế không để đám cháy lan rộng ra khu vực xung quanh, giảm tối đa thiệt hại. Đến sáng 23 tháng 12, đám cháy tạm thời được khống chế, ước thiệt hại ban đầu trên 30 tỷ đồng. Trước vụ cháy đêm 22 tháng 12, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến nay, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Meishan Textiles Việt Nam đã xảy ra 3 lần cháy lớn khác gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Cụ thể, tối 10 tháng 11 năm 2012, xảy ra vụ cháy kho nguyên liệu của công ty không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại nhiều về tài sản. Hai năm sau, vào trưa 21 tháng 3, công ty cũng xảy ra vụ cháy lớn. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, tại xưởng bông của công ty này cũng xảy ra vụ cháy thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 tuyên án vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy xảy ra ở chung cư Carina, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư Carina 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, trưởng ban quản lý chung cư Carina 8 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Hội đồng xét xử nhận định, hai bị cáo có nhiệm vụ chức trách phải đảm bảo an toàn trong việc vận hành chung cư Carina, trong đó có hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư. Các bị cáo biết rõ, hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, hư hỏng, nhưng không kịp thời thay thế sửa chữa. Bị cáo Tùng còn cho đơn vị quản lý tòa nhà khác mượn máy bơm, bù áp để đơn vị đó đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng, nên khi xảy ra vụ cháy, chung cư Carina không có máy bơm khống chế vụ cháy. Việc không đóng cửa thang bộ thoát hiểm đã khiến khói độc theo đó lên các tầng trên của chung cư, làm nhiều người chết và bị thương. Hậu quả vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt lớn, khiến 13 người thiệt mạng và 72 người bị thương. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Tuấn là trưởng ban quản lý chung cư, trực tiếp quản lý, vận hành tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nên bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Tùng không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, không trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo thiết bị phòng cháy chữa cháy của tòa nhà trong quản lý, vận hành. Do đó, bị cáo Tùng phải chịu trách nhiệm tương ứng với các sai phạm đã gây ra. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xử phạt hành chính với ông VMH, tên viết tắt 30 tuổi, ngụ quận 12, về hành vi phát tán video có nội dung bạo lực học đường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống cá nhân của cá nhân trẻ bị bạo lực và gây dư luận xấu xã hội trên không gian mạng. Trước đó, Công an quận 12 phát hiện tài khoản Facebook MV, tên viết tắt, đăng tải video clip có nội dung bạo lực học đường. Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là ông H. Đến ngày 21 tháng 12, Công an quận 12 phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố tiến hành xác minh, triệu tập ông H. Tại cơ quan công an, ông H đã thừa nhận hành vi, nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là vi phạm pháp luật và cam kết không đăng tải thông tin có nội dung tương tự lên mạng xã hội, tự nguyện tháo gỡ các tin, bài viết, video clip vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Phú Thọ vào chiều 22 tháng 12 đã bắt khẩn cấp thực hiện khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Nguyễn Công Thành, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt, các đơn vị công an tập trung làm rõ các hành vi lợi dụng việc san hạ cốt nền để khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giam Nguyễn Công Thành để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Công an Phú Thọ cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của ông Thành để điều tra. Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2023, ông Thành đã hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Anh, 33 tuổi, trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra về hoạt động cho người dân vay lãi nặng cắt cổ, Công an thành phố Vinh xác định Ngọc Anh không có việc làm ổn định, có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Ngọc Anh lên mạng Internet mua và cài đặt ứng dụng để quản lý việc cho vay tiền. Khi cho người dân vay tiền, anh không yêu cầu thế chấp tài sản, không ghi lãi suất nhưng lại ngầm tính lãi suất rất cao. Người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Ngọc Anh cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi cao. Công an xác định từ năm 2021 đến nay, Ngọc Anh cho những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh cần tiền gấp với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Quá trình điều tra ban đầu, anh đã cho hai người vay với số tiền 70 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 83 triệu đồng. Ngày 22 tháng 12, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn gây thiệt hại nhiều căn nhà trên địa bàn huyện Tân Phước. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà kho chứa xe, hàng hóa của một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Tại hiện trường, khói bốc lên cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phước và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương huy động lực lượng phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại 4 căn nhà,
cửa hàng và hai căn khác bị cháy xém. Nhiều vật dụng tài sản trong các căn nhà bị lửa thiêu rụi. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hamas tiếp tục ác liệt trên khắp dải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã thiết lập quyền kiểm soát đối với quận Sejaya, thành phố Gaza, phía bắc dải Gaza, nơi lực lượng hai bên liên tục xảy ra đụng độ trong những ngày qua. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố sẽ duy trì quyền kiểm soát và tiếp tục hoạt động ở khu vực này, theo tờ The Times of Israel. Ngày 22 tháng 12, đài CNN đã công bố một báo cáo gây sốc dựa trên các phân tích và hình ảnh vệ tinh. Báo cáo cho rằng trong tháng đầu đổ bộ vào Gaza, lực lượng phòng vệ Israel đã thả hàng trăm quả bom lớn vào dải đất, trong đó có những quả bom nặng hơn 900 kg, có khả năng giết chết hoặc làm bị thương người ở cách đó hơn 300 mét. Theo CNN, các hình ảnh vệ tinh trên dải Gaza cho thấy có khoảng 500 hố bom với đường kính trên 12 mét, phù hợp với dấu vết của loại bom khổng lồ nói trên. Với khối lượng hơn 900 kg, những quả bom này nặng gấp 4 lần những quả bom lớn nhất Mỹ thả xuống thành phố Mosul, Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong ngày, Lầu Năm Góc cho biết hơn 20 quốc gia đã tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ hoạt động vận tải trên Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthi. Ngày 22 tháng 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo quan hệ Nga-Mỹ có thể xuống mức thấp mới nếu Washington đưa ra những quyết định liều lĩnh hơn liên quan đến xung đột ở Ukraine, theo đài Russia Today. Trả lời phỏng vấn vào ngày 22 tháng 12, ông Ryabkov cáo buộc Mỹ theo đuổi chính sách sai lầm và nguy hiểm nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Moscow. Quan chức Nga cảnh báo rằng những hành động này đã khiến quan hệ song phương rơi vào trạng thái hôn mê. Theo ông, mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức gần như bằng không. Ông đề cập khả năng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, quan hệ hai nước sẽ thấp hơn như vậy nếu không có sự tươi sáng hơn trong quan điểm của Washington liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Nhà ngoại giao Nga lưu ý, sự đổ vỡ hoàn toàn trong quan hệ song phương là có thể xảy ra, cho rằng điều này đồng nghĩa với việc giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao giữa hai nước. Mặc dù Mỹ cảnh giác trước việc dỡ bỏ hoàn toàn mối quan hệ với Nga, nhưng Washington chưa sẵn sàng tìm ra điểm chung, ngay cả trên lý thuyết, ông Ryabkov nói thêm. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều, tình trạng người điều khiển vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra thường xuyên. Thống kê cho thấy vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông. Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý đối với một cán bộ công an hưu trí, 25 công chức vi phạm nồng độ cồn. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, người làm việc trong lực lượng vũ trang, gọi tắt là cán bộ công chức, không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Đồng thời cho cán bộ công chức ký cam kết đã uống rượu bia không lái xe, kiểm điểm xử lý kỷ luật kịp thời đối với cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm quy định. Đối với các trường hợp đảng viên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, cơ quan công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị mình quản lý vi phạm. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu công an thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thường xuyên tổ chức phương án phù hợp để kiểm soát nồng độ cồn. Cơ quan cảnh sát điều tra tổ chức điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông. Trong quá trình điều tra phải xác minh nồng độ cồn, ma túy của người lái xe. Sở Nội vụ phối hợp với Công an thành phố tiếp nhận thông tin cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Từ đó nghiên cứu đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá xếp loại tập thể cá nhân
cũng như kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan đơn vị. Còn Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp, tuyên truyền, vận động chấp hành quy định pháp luật. Con số người bị xử lý cho thấy việc Cục Cảnh sát Giao thông đưa các tổ công tác về các địa phương xử lý vi phạm giao thông, nhất là nồng độ cồn, đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Bởi từ trước đến nay, việc cán bộ công chức bị xử lý vi phạm nồng độ cồn khi lái xe là điều rất hiếm. Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, trong thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không tác động xin xỏ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Trước tình huống này, nhiều người đặt câu hỏi cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm giao thông có thể bị đưa vào tiêu chí xếp loại. Người đứng đầu cơ quan có người vi phạm có thể bị kiểm điểm xem xét trách nhiệm hay không? Theo chỉ thị 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, thì mọi cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của đảng, của từng ngành, cơ quan đơn vị. Vì vậy, đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, công an, quân đội, nếu vi phạm pháp luật về giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thì ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, còn phải được thông báo về cơ quan đơn vị để tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của đảng hoặc luật cán bộ, công chức, luật viên chức, quy định của các ngành công an, quân đội. Tuy nhiên hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa xây dựng, hoàn thiện được các quy định đồng bộ và thống nhất liên quan đến việc xem xét, đánh giá, xếp loại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, viên chức vi phạm pháp luật giao thông. Mỗi ngành, mỗi địa phương hay các cơ quan đơn vị khác nhau lại có những quy định hoặc cách xử lý khác nhau, không đảm bảo được tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật. Kiểm tra nồng độ cồn đang là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất thời gian qua. Trước sự ra quân đồng loạt của cảnh sát giao thông, nhiều dân nhậu đã nghĩ ra đủ chiêu trò nhằm chống đối hoặc trốn tránh sự kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng. Có thể kể đến như tình trạng báo chốt cho nhau trên mạng xã hội, chống đối khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn hay thậm chí có người đòi bỏ cả xe khi bị xử phạt. Tuy nhiên sắp tới, những chiêu trò này có lẽ sẽ không thể lặp lại khi lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo các cụm tuần tra kiểm soát giao thông tổng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn của Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ thay đổi hình thức tuần tra kiểm soát. Thượng tá Đoàn Văn Cới, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 10 ngày sơ kết kế hoạch phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cho thấy người dân cơ bản chấp hành, đồng thuận rất cao với quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Do đó, các cụm tuần tra kiểm soát giao thông, tổng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn của Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay đổi hình thức tuần tra kiểm soát theo từng giai đoạn để bố trí các tổ công tác cho phù hợp với thời gian, địa điểm ở từng tuyến đường nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn trong thời gian tới. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh PC08 thông báo, từ nay đến giáp Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh chia thành 10 cụm, gồm 5 cụm khu vực nội thành và 5 cụm khu vực ngoại thành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. 10 cụm cảnh sát giao thông này có sự phối hợp giữa các đội, trạm cảnh sát giao thông thuộc phòng PC08 và công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Cảnh sát giao thông chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng với 20 cảnh sát giao thông tham gia xử lý vi phạm, tập trung kiểm tra nồng độ cồn bất kể ngày đêm, đảm bảo nguyên tắc không bị trùng lặp hoặc bỏ sót địa bàn, địa điểm lập chốt kiểm tra thay đổi liên tục theo từng ca, từng ngày. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là kế hoạch chủ động trước thời điểm Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Lượng người phương tiện tham gia giao thông chắc chắn tăng cao, do vậy thành phố Hồ Chí Minh chủ động lên kế hoạch triển khai ra quân trước. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 11, cảnh sát giao thông đã lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn bất kể ngày đêm. Ghi nhận vào buổi trưa ngày 2 tháng 12, tổ công tác cụm 8 gồm đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bình Thạnh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Gò Vấp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã 6 quận Gò Vấp. Khoảng 14 giờ 10, cảnh sát giao thông phát hiện ông NQT, tên viết tắt 68 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, đi xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, ông T có mức nồng độ cồn ở mức 0,531mg trên lít khí thở. Ông T cho biết vừa dự tiệc đám cưới của đứa cháu và đang trên đường trở về nhà. Ông T phân trần, tính gửi xe ở nhà hàng mà họ không cho gửi xe lại, gần nhà nên tự chạy về. Người bạn đi cùng ông T cho hay được mời đi đám cưới của một người bạn tầm tuổi. Tuy nhiên, khi đến tiệc thì gặp thêm một số người bạn cũ và được mời uống vài ly bia.
Người này nói, bạn cũ gặp hết người này mời, tới người kia mời, không uống thì không được. Sau gần 3 giờ lập chốt, Cụm 8 kiểm tra hàng trăm lượt người điều khiển xe máy và phát hiện gần chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào ban ngày. Nồng độ cồn cũng đang là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Ngày 3 tháng 12, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 gồm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân và ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức, TP.HCM sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, có cử tri đề cập về việc thổi nồng độ cồn. Dù ủng hộ nhưng cử tri cho rằng hàng trăm người dân thổi chung dụng cụ đo nồng độ cồn gây mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe. Hết người này thổi đến người khác thổi, nếu có người mắc bệnh truyền nhiễm, việc thổi chung sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi chốt cảnh sát giao thông kiểm tra hàng trăm lượt người như thế không đảm bảo vệ sinh. Cử tri nói và cho rằng cần tính toán lại phương án sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn phù hợp hơn. Cử tri Trần Việt Trung, phường Trường Thọ cũng góp ý thêm về nội dung này. Cử tri Trung nói, vấn đề xử lý nồng độ cồn đã được quy định chế tài cụ thể. Tuy nhiên, một số người vẫn cho rằng đó là phong tục tập quán để bao biện cho vi phạm của mình. Đó là điều không thể chấp nhận được. Theo ông Trung, mặc dù cơ quan chức năng đã mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhưng tình trạng uống rượu bia lái xe vẫn còn nhiều. Ông kiến nghị đẩy mạnh các biện pháp chế tài nhằm hạn chế vi phạm nồng độ cồn, nhưng phải phù hợp với thực tế.